Xin chào mọi người, hôm nay em sơ chế một cặp nhung hơn 8 lạng rưỡi để gửi cho bạn Long ở Sơn Tây. Cảm ơn bạn Long rất nhiều vì đã hôm trước bạn đã xuống lấy hai cặp và hôm nay tiếp tục bạn ấy lại lấy tiếp một cặp để ngâm rượu. Cái cặp này là cái cặp hơn 8 lạng rưỡi mọi người ạ. Nó rất hồng hào, rất đẹp. Hôm nay em cạo cái lông tơ để mai gửi đi cho bạn đấy thôi. Tối hôm nay sơ chế cặp nhung này cho bạn bạn Long thì em cũng muốn chia sẻ với một số bạn về cái câu hỏi mà các bạn gửi đến cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tin tưởng và hỏi mình là các bạn có nên vay vốn ngân hàng để đầu tư nuôi hiêu nai hay không, và các bạn không biết là như nào mà lại có cái sự trùng lặp. Có tới ba bạn đều nhắn tin hỏi mình là chị ơi, có nên vay vốn ngân hàng, vay 500 triệu để đầu tư nuôi hiêu hay không, và theo chị thì có nên hay không, có hiệu quả hay không. Thực ra là các bạn cũng có thể là hình dung được ở thời điểm này, nếu như mà thời điểm này mà mình trả lời các bạn một cách chính xác thì nó rất là khó. Bởi vì thứ nhất là ở cái thời điểm mà hiện tại bây giờ cái vốn vay đấy, cái chi phí của vốn vay, lãi suất ngân hàng nó rất là cao. Thực ra cái đồng tiền nó mất giá và lạm phát ở cái kia, cho nên lãi suất ngân hàng nó rất cao. Đang ở mức cao như này mà mọi người đầu tư vay vốn vào thời điểm này thì đấy là một bất lợi rồi. Thứ hai nữa là bây giờ hiện tại bây giờ thời điểm này cũng đang là một cái thời điểm mà hiêu giống đang rất là cao. Tức là bây giờ kết hợp cả hai cái yếu tố, đấy là yếu tố về chi phí của vốn vay và yếu tố chi phí của đầu vào, là bắt đầu từ chi phí của hiêu nai ấy. Thì thực sự là cộng hai cái đấy lại một lúc thời điểm này thì mình rất khó có thể đưa ra cho các bạn một lời khuyên chính xác. Và hơn nữa là bản thân mình không phải là một người vay vốn ngân hàng để kinh doanh hiêu nai, cho nên thực sự là hiện tại bây giờ để mà trả lời chính xác thì đúng là mình không thể trả lời được các bạn. Mình rất tiếc là những cái gì mà mình đã qua rồi mình chắc chắn thì mình sẽ chia sẻ, còn những thứ mà mình thấy nó không chắc chắn, mình không biết rõ thì mình sẽ có thể chỉ nêu lên cái quan điểm của mình. Còn cái thực tế thì các bạn tham khảo thêm và các bạn đưa ra cái quyết định phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của mình thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tin tưởng mình. Biết là vì sao các bạn hỏi những câu hỏi đấy, bởi vì các bạn có tin mình thì các bạn phải hỏi. Nhưng mà thật tiếc là mình trả lời các bạn là mình trả lời là mình không biết chính xác, bởi vì là thực tế mình chưa trải qua cho nên mình sẽ không có câu trả lời chính xác. Còn ở với cái tư cách cá nhân ấy thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ sơ qua một chút, là như lúc đầu mình cũng nói rồi, ở cái thời điểm hiện tại bây giờ có thể là các bạn chưa đầu tư, các bạn hỏi để tham khảo trước. Nếu như mà giả sử không xét vào cái thời điểm này ấy thì các bạn cứ mạnh dạn vay vốn và đầu tư, đấy là cái việc khởi nghiệp và làm ăn kinh doanh thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà cảm thấy lăn tăn ở cái thời điểm muốn đầu tư ngay ở cái thời điểm này thì mình có một cái ý kiến như này thì các bạn có thể tham khảo. Đấy là lúc đầu bạn có thể là đầu tư ít ít thôi, vay cái lượng vốn ít thôi để cái rủi ro nó không quá cao. Bởi vì kết hợp cả cái chi phí vốn vay và cái chi phí đầu vào của hiêu nai như này thì bạn cân nhắc bạn nuôi ít một xong đấy, để chờ một khoảng thời gian sau nữa thì chờ xem thị trường như nào. Nếu như mà hiêu nai nó vẫn ok và hơn nữa là cái vốn vay nó có giảm xuống chẳng hạn thì mình lại tiếp tục vay vay tiếp, hoặc là lúc đấy mình có được cái nguồn vốn dư ra thì mình lại mua tiếp, thì đấy cũng là một cách thì các bạn cân nhắc. Còn là tất nhiên là nếu như mà giả sử mà mình làm ăn ấy, mình làm kinh tế mà mình có một lượng vốn lớn và mình đầu tư ngay một lúc thì tất nhiên nó sẽ rất là thích, bởi vì nó quy củ hơn, nó quy mô hơn thì bao giờ cái sự cạnh tranh của nó cũng dễ hơn. Nhưng mà cho dù là bạn nhỏ lẻ hay là quy mô thì mình cũng
À, mình cũng lưu ý với bà một điều, bạn cũng lưu ý một điều là như này. Cái quyết định đấy là cái đầu ra, bao giờ mình cũng chia sẻ rồi. À, mặc dù là mình thực tế đấy, đấy là cái thực tế mình chia sẻ chân thành nhất, là quan trọng là cái đầu ra các bạn nhé. Cái đầu ra các bạn ok thì cho dù các bạn nhỏ lẻ hay các bạn lớn mạnh, các bạn quy mô thì đều nó đều rất tốt. Nếu như cái đầu ra ổn thì tất nhiên là cái quy mô càng lớn thì bạn sẽ nhanh nhanh thu hồi vốn và nhanh có lãi. Nhưng mà nếu mà cái đầu ra nó không ổn thì tất nhiên nhỏ lẻ thì cái rủi ro nó sẽ ít hơn. Thì bạn cũng cân nhắc một chút là ở chỗ là mình nghiên cứu cái thị trường chỗ mình xác định nuôi ở đâu, và mình xác định là cái thị trường đầu ra của mình nó nằm ở đâu để mình có biết được. Và khi mà mình làm chủ được cái đầu ra thì chắc chắn là bạn có vay vốn ngân hàng hay chăng nữa bạn cũng sẽ cứ yên tâm hơn. Còn nếu như mà giả sử mà cái đầu ra mình không có, mà đến lúc mình vay vốn và đến lúc mình kinh doanh thì đến lúc sau này mình sẽ cũng nhanh nản. Còn tất nhiên là làm ăn kinh tế, làm ăn kinh doanh và đặc biệt là khi mình phụ thuộc vốn vay nhiều thì cái rủi ro nó sẽ có. Đấy là cái sự thật. Đấy là một sự thật mình phải chấp nhận. Hôm nay các bạn hỏi mình thì mình cũng chia sẻ thật lòng là thế. Mong rằng các bạn sẽ khởi nghiệp chăn nuôi và làm kinh tế thành công, và mong rằng là các bạn có những cái hướng đi để sau này mang được cái nhung hiêu ra thị trường quốc tế. Đấy là một cái mà mình nghĩ là tương lai thế hệ sau này có thể làm được. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video, và qua video này mình cũng cảm ơn bạn Long rất nhiều, vợ chồng bạn Long và bạn Hiền. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ nhung hiêu bên mình. Chúc gia đình các bạn cùng các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn các bạn vào video sau.